Cách đây 15 năm khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng cái mạng lưới đường sắt cao tốc đó các bạn, họ đã dự đoán thách thức lớn nhất là việc bảo trì. Tuy nhiên bằng cách áp dụng AI, họ đã biến cái thách thức thành cơ hội. Hệ thống AI giúp Trung Quốc vận hành cái mạng lưới đường sắt hiệu quả, an toàn và tiết kiệm chi phí. Bài học rút ra là AI là một công cụ mạnh mẽ giúp nâng cao các năng lực cạnh tranh. AI có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong mọi khía cạnh, từ thu thập thông tin, hoạt định chiến lược, xác định mục tiêu, thiết lập hệ thống quy trình, xây dựng văn hóa, tạo ý tưởng cải tiến, đổi mới sáng tạo, phân tích dữ liệu, đề xuất và đánh giá hiệu quả cải tiến. AI có thể ứng dụng vào tất cả các phòng ban bộ phận của doanh nghiệp từ sản xuất là marketing là bán hàng, nhân sự, tài chính, kế toán đến dịch vụ khách hàng. Tôi ví dụ điển hình nhé, sản xuất này, AI giúp dự đoán lỗi máy móc, tối hình hóa quy trình sản xuất, nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Còn marketing này, AI giúp phân tích hành vi khách hàng, cá nhân hóa trải nghiệm, tăng hiệu quả của chiến dịch marketing bán hàng này AI giúp dự đoán nhu cầu khách hàng hỗ trợ bán hàng tự động tăng tỷ lệ chốt đơn còn nhân sự thì sao AI giúp tuyển dụng nhân tài đánh giá hiệu quả công việc này đào tạo nhân viên còn tài chính thì AI giúp dự đoán rủi ro quản lý cái dòng tiền tối ưu hóa cái đầu tư còn kế toán thì AI giúp tự động hóa quy trình kế toán kiểm toán để tiết kiệm thời gian và chi phí còn dịch vụ khách hàng thì thế nào AI giúp giải đáp thắc mắc của khách hàng hỗ trợ khách hàng 24 trên 24 nâng cao cái sự hài lòng của khách hàng Thưa các bạn, chúng tôi đã phát triển cái phần mềm OEMS Chat AI tích hợp hơn 35 cái chatbot AI và hơn 80 cái kỹ thuật ứng dụng trong quản lý doanh nghiệp để nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng, cắt giảm chi phí và đẩy nhanh cái tiến độ hoàn thành công việc. AI thực sự là một công cụ mạnh mẽ giúp doanh nghiệp của bạn nâng cao năng lực cạnh tranh. Hãy áp dụng AI vào công việc hàng ngày của bạn nhé. Và bạn hãy xem AI như là cố vấn, trợ lý đất vật để phát triển doanh nghiệp bền vững.